chào tất cả các bạn. Đây là gạo nha mọi người. Đây là 100 cái gạo mình ủng hộ hẻm 50 dân chơi mình. Hẻm nó đang được phong tỏa, hổm là bị 17 người rồi, hôm qua test lại nữa là thêm 10 người nữa. 27 người và có 20 hộ dân thôi. Đó, bây giờ là F0 đó là điều trị tại nhà. Đây là mình ủng hộ này. 100 cái gạo sao mình sẽ cho hẻm trên. Đó. Ở đây là ở trong đây có mấy anh em học viên của Trung Tính hỗ trợ người 200.000 gì đó, hung thụng nhau chuyển khoản cho mình nên mình cùng nhau mình chia sẻ với bà con ở khu mình nha. Đây mọi người, mỗi phần gạo là 5 kg gạo phân phái nha. Đấy, trứng thì mình đặt rồi nhưng mà trứng thì qua tới 10 ngày, ủa cho nên trứng qua đặt trước một ngày, ngày sau mới có. Nhưng bây giờ mình sẽ phát gạo trước, nay mình sẽ cho trứng sau, tại vì chờ không được. Nhưng lúc ở đây gần đây đã hết gạo rồi sao, xong rồi. Bây giờ là chủ yếu là mình cho ở gần sớm đi thôi, còn ở xa là mình không được, mình cũng ống đi được luôn. Mình cái gạo cũng giao tới nhà mình cũng ở trong nhà không mà, sau đó mình sẽ điện cho tổ trưởng lại lấy cái đường phát cho những người ở gần đó, chứ mình cũng không đi được luôn. À, em tưởng Nam Định cũng 7.500, rồi em Sáu 300, Quyết 300, tưởng Nguyên tưởng cũng 100 gửi mình, và mình còn bao nhiêu thì mình sẽ bờ sức từ chối ra mình hỗ trợ cho bà con một miếng chi đói là một gói chi non mọi người. Mình ở đúng là cả nước đang đi chỉ thị 16, nhưng là những người mà những anh em trong khác á có thể là ở tại một chỗ có đi được, còn ở Sài Gòn là thua. Sài Gòn giờ là không làm được hết đâu mọi người. Người ta ở nhà trọ, người ta cũng không có gì ăn hết luôn. Nên là mình giúp một phần nào thì mình giúp hỗ trợ. Khi mà hỗ trợ ra qua một dịch, một phần qua trứng nữa thì ngày mai mình sẽ cho thêm trứng. Trứng mình đặt rồi mọi người. Do mình với sự quen biết á, mình mua được trứng, nó sẽ giao tới mình luôn. Chứ bây giờ chú chị đâu bán, chú chị bán mình mua được đâu. Người vô chú chị mua với hàng 12 bình trứng là hết lóc, đâu mua được nhiều. Gạo thì do đối diện bên nhà ở sớm nên như là đóng cửa hết rồi, nhưng vẫn cho mình sẵn đường mình được. Shipper khu vực này là khu vực có dịch nha mọi người, nên mọi người không kể gì hết. Giờ shipper chặn đầu đường hết rồi, mọi người không lợi được. Những người ở trong rừng chỉ tới chịu luôn thôi, không nhận hàng được, không nhận hàng, không vô đây được. Shipper rồi đi vô không được mọi người, đã cấm hoàn toàn. Còn mỗi nào mà ai mọi người, anh em nào muốn chung tay với mình á, thì ở trên cái video mình sẽ để số tài khoản, anh em nào mà hỗ trợ mình trên 50% gì đó mình sẽ gom lại, mình sẽ mua mình cho tiếp, chứ không gì hết á. Mình sẽ tổng kết là mình cho tại này hôm qua mấy anh em cũng thấy mình làm cho đó rồi. Thì ở khu phố này lúc người ta đâu giờ đâu ta còn ăn nữa đâu mọi người, thật sự là những người đó đâu giờ còn ăn nữa, đâu có mua gạo được, không cho ra, không đi vô phường thì lúc phường cho cũng một gạo đó hết. Đây mọi người, trăm ký hồi sáng thì có mấy ở người mấy cô bác ở dưới Bình Chánh Bình Điền á, alo cho mình để mình cho gạo, nhưng mà ở dưới bây giờ là đi không được cho mọi người. Ở dưới là nghe nói là 30 thùng mà ở mấy nay bị Covid nhiều đó, bị trong đó đâu trong đó bị cũng cỡ 10 người mà không có gạo ăn cái gì hết. Đói người có thể bẻ làm hai ăn một ngày nữa, rồi là mình được, mình có ăn là mình ok, mình chia sẻ lại. Nhưng mà cái vấn đề chỗ là bây giờ nó không cấm mình đi xa rồi, mình đi không được, mình đang cố gắng liên hệ ở khu vực đó, tổ dưỡng nhân phố đó, để mình mua gạo mình sẵn kêu ở mấy người cô đó lên đây lấy luôn, lên đây lấy mấy người đó có tay được đi không mọi người, lên đây lấy rồi lên đây lấy gì phát còn đâu mình sẽ vô bọc mình sẵn gì hả. Cho trứng mình mua rồi, đặt 1.000 trứng rồi, trứng gì không kịp, trứng là 2 buổi nữa mới có mọi người, chỉ giao mình luôn, giao mình chỉ cho lát lấy trứng lát thôi. Mấy nay là mình không có làm gì hết trơn á, tại vì xung quanh dịch nhiều quá, mình tâm trạng tốt là mình chưa làm được mọi người.
mình để tâm trạng ổn định, dịch này làm căng thẳng, mắc căng thẳng mình không tính được virus đâu. Ở đây là không nhiều lắm nên mình phải giữ cho mình an toàn mới được. Hả? Dạo nha mọi người. Dạo đây trong trong. Hôm qua thì mình cũng có mua mình nuôi á, mình nuôi mình có cho người ta đổi món. Nhưng mà thật sự một nuôi á nó mắc một 2 kg nuôi á nó bằng 5 kg gạo rồi. Hai mấy 30.000 một ký nuôi nặng. Mình cho 2 kg nuôi là hết 5 kg gần 5 kg gạo rồi. Nhưng mà một gia đình ăn chỉ được có hai một buổi một ngày à. Một ngày buổi sáng chiều là hết cho 2 kg nuôi rồi. Nên mình quyết định mình mua gạo, gạo và trứng để hỗ trợ cho người dân ha. Thì thật sự là mình ở ngoài thì mình còn có đỡ hơn người ta. Mình chấp đi nhưng mà mình ở trong nhà. Ra nhiễm 4-5 căn nhà ở sát một bên thì không ai bị nhiễm hết nên là mình an toàn đó. Đa phần là khu vực này là đang đã được mấy cô đây là đã được chích ngừa hết rồi, cái bên là hai cũng làm nhà nước nên mình đã bị chích ngừa hết rồi nên là cũng an tâm. Mình giờ mình cứ hỗ trợ được cái phần nào thì mình cứ hỗ trợ đó. Ở đây là 100 kg mình đang chuẩn bị giao cho hẻm ở trên, còn 100 kg nữa thì mình giao hẻm dưới. À, ngày mai mình sẽ là chương trình chính là sao. Anh em nào thân hàng thấy video này muốn chung tay giùm chúng mình thì mình sẽ để số điện thoại trên để chung tay mình đi cũng mình sao đời được sao, mình mua thì mình sẽ giao cho ở dưới. Mình đang có một cái phòng nhỏ 30 phòng ở dưới Bình Chánh thì mình đang liên hệ mà chưa được. Hồi sáng cô sáng sớm khoảng 7 giờ mấy 8 giờ cô điện thoại lại, cô nói lại với cô còn gạo nữa nhà hết trơn ăn, còn nó lo mấy giờ chưa có nồi chưa có hết trơn gạo chưa có. Nhưng mà mình thì nãy giờ điện thoại đủ cái chỗ hết trơn thì là chưa có ai cho mình đi xuống dưới hết. Mình đang liên hệ thử cái khu công an khu vực đó hoặc là tổ trưởng dân phố đó để mình chung tay cho bao nhiêu phần quà, con hẳn tôi lại bao nhiêu đó, bao nhiêu hộ mình sẽ cho bao nhiêu phần quà rồi mình gửi đi. Thôi chào tạm biệt mọi người thấy video hay mọi người cho xin bên like đăng ký nha, ủng hộ. Nếu mà có ủng hộ với mình á, anh em nào thấy mà cũng ủng hộ với mình á thì mình sẽ ghi số tài khoản dưới đó, anh em cứ chỉ cho mình. Chuyển mình 50 tấm cũng được, mình sẽ gom lại mình sẽ mua gạo mình tặng bà con ở khu vực nha mọi người. Bây giờ khu vực đây thì còn nghèo hơn dưới quê nữa nha mọi người, người ta cũng mua gạo ăn luôn mọi người. Rồi bây giờ không đi đâu được hết rồi, chào tất cả mọi người. Tôi chỉ mua gạo, ok chị, không con cho Phượng đây rồi. Dạ không có, ở Phượng đây. Em thấy chị đi lượm cá rồi con cho chị một phần. Tại mấy đứa học viên con á hùng nhau đi cho mấy cô nhiều, ngày bữa nay có nữa con mua nữa. À gì hả cô, chở hết không cô? Ủa sao không một khẩu bộ y tế không lấy hả? Còn nè, có 19 phần nha cô. Cô mày có 19 phần. Nãy con cho người ta hết vài ngày con đi thấy đi ngang tội nghiệp quá. Thấy tội nghiệp đúng không? Mọi người ở đây cái cô kia là cô tài trưởng, cô là cô tài khóa. Để chở là cho 20 hẻm, 20 phần ở gần nhà. Mọi người ở gần hẻm mọi người. Mình ở đây thì không có sao. Mấy cô này được quyền đi, mình không được quyền đi. Mình đi sẽ bị phạt. Đó, giờ mấy cô đi nè. Mấy cô này là người đi phát nha mọi người. Cô đi lại lấy xong rồi giờ phát lại cho mấy người ở trong hẻm mình đó, bao nhiêu người đó. Thì cô đi phát. Còn bao cô sẽ quay trở lại nữa.